Xin chào tất cả các bác đến kênh của Quang Thắng. Đi làm suốt ngày, tối về đứt điện thoại, xem TTV mà tháng mất 200k tiền mạng. Thấy xót quá. Mạng nhà lắp wifi dưới tầng 1 lên tầng 2 yếu quá. Có cách nào khắc phục không? Rồi wifi lắp phòng khách cách mấy tường mới đến nhà vệ sinh. Vào trong nhà vệ sinh người không xem được điện thoại. Giờ làm thế nào để sống khỏe mà chi phí mất ít? Rồi là xin mật khẩu wifi nhà hàng xóm mà đứng chỗ gần thì bắt được, nhưng mà trong nhà mạng lại không dùng được, để có giải pháp nào không? Vậy, hàng xóm xung quanh thì nhà nào cũng có mạng, vậy có cách nào xài chùa không? Vậy hôm nay Quang Thắng sẽ hướng dẫn các bác khắc phục tất cả các vấn đề trên bằng bộ phát wifi hai dâu Tenda N300 với tính năng Jupiter hoặc kích sóng. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác N300 này. Nó sẽ có tác dụng là kích sóng wifi, thu sóng của ông wifi này phát ra cho cái phạm vi khác dùng, thu sóng của nhà hàng xóm mang về nhà mình xài. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cái con wifi này cho các bác. Có rất nhiều mã để dùng để kích sóng Jupiter, nhưng riêng hôm nay em sẽ giới thiệu con Tenda này trước. Nó rất là dễ dùng và dễ cài. Thứ hai là bắt sóng khỏe, kích sóng nó nói chung là ổn định, ok, mà giá tiền rất rẻ. Giờ chúng ta vào việc nha. Hôm nay Quang Thắng sẽ giới thiệu với lại các bác một cái con Tenda hai dâu L301 đây, 300 này. N300 Easy đây. Đây là con wifi Tenda hai dâu. Đối với cái thời bây giờ thì nhà nào cũng có mạng rồi, cho nên là cái chuyện đi xin mật khẩu của hàng xóm nó cũng không khó khăn gì đâu. Bây giờ mỗi nhà dùng một gói cước rồi, cho nên là cái tốc độ truy cập của nó cũng rất là khỏe. Thêm 1-2 người dùng nó cũng chuyện là bình thường. Ngày trước nhà mình ở bên trong kia mình còn dùng đến 6 nhà mà vẫn truy cập ổn định, không ảnh hưởng gì cả, kéo cho lan cho 6 nhà dùng luôn đấy. Thì bây giờ em sẽ đi vào cái hướng dẫn cụ thể cho các bác. 1 phút 30 giây là xong thôi, thực ra nó không đến 1 phút 30 giây đâu. Trước tiên á, các bác reset cho em cái con wifi này. Đây, có hai mã nhá, wifi này có hai mã, một mã mới và một mã cũ. Nếu mà mã mới ấy, đây là mã mới đây, đây là mã cũ này, em mở cái mã cũ trước. Đối với cái mã cũ, trước tiên để mà cài đặt được ấy, thì các bác phải bấm cái nút reset của cái con wifi Tenda này. Rồi đây, đây có nút reset này, các bác nhìn kỹ nha, để ý kỹ nha, đây là nút reset này, có chữ reset này. Các bác bấm vào đây, giữ cho em tầm khoảng 40 giây gì đấy, để cho tất cả các cái đèn này nó đều nháy lên cùng một lúc. Các bác giữ kỹ là đèn nó nháy cùng một lúc là ok. Đó, tất cả các đèn nó nháy lên rồi. Đây thì coi như là mình đã reset xong nha. Mình reset xong rồi đấy. Chờ nó khởi động lại. Sau đó các bác để nguyên cái wifi đấy, kết nối điện đây. Vào điện thoại. Mở cài đặt. Thường thường cái gì wifi Tenda reset xong rồi nó sẽ có cái tên là chữ là Tenda như này này. Đấy, các bác nhìn có chữ Tenda kìa. Đấy, các bác bấm vào cái dòng Tenda này. Đấy, mặc định cái con Tenda thế hệ mới này, nó sẽ sau khi mình reset xong nó sẽ vào luôn cái màn hình này để cho mình đặt tên và đặt mật khẩu. Nhưng mà cái đối với cái dòng cũ, đối với dòng cũ như này, đây các bác, đây em cắm cái con cũ vào nhé. Đây,
còn cắm con cũ à, con cũ là nó sẽ không lên cái nó sẽ không lên cái màn hình này cho bác đâu. Là mã cũ đây, các cô bấm vào tenda này, kết nối vào tenda này, nó sẽ không hiện lên cho các bác các bạn đặt tên đâu, thì các bác phải bấm vào cái chữ y này, cái chữ y ở bên cạnh đấy. Đây như các bác nhìn em làm kỹ chậm rồi các bác này, chữ y này. À, sau đó các bác bấm kéo lên, các bác nhìn cho em cái địa chỉ bộ định tuyến. Đấy, cái bộ định tuyến bây giờ các bác thấy này, nó nằm 192.168.0.1 à, ok chưa? Đấy, các bác nhớ cho em 192.168.0.1. Sau đó các bác quay ra, các bác mở một trang web này, mở trang web lên, có thể Google Chrome hoặc đối iPhone là Safari này, đặt mở lên, các vào cái thanh công cụ của cái thanh địa chỉ của trang web ấy, các bác gõ 192.168.0.1 đấy, thì nó sẽ mới sẽ vào được cái trang mà của cái con wifi đời mới bây giờ, mã mới hơn thì nó sẽ vào đến cái giai đoạn này luôn. Còn con cũ thì các bác phải gõ vào địa chỉ như vậy thì nó mới vào được cái đây. Các bác để ý nha. Bây giờ vào đến đây rồi thì hai con này mới cũ thì đến đoạn này thì nó cũng như nhau cả thôi. Đấy, các bác vào đây các bác đặt tên. Đặt tên thì bây giờ các bác nhớ kỹ cho em là đặt thì các bác phải chọn cái dòng dynamic ở giữa nha. Chọn dòng dynamic ở giữa là cái dòng để cho nó nhận địa chỉ IP động. Đấy, sau đó các bác đặt tên wifi nhà mình thôi. Đặt tên này em chẳng hạn em đặt tên Thắng. Có mật khẩu của nhà mình nhá, chứ không phải mật khẩu nhà hàng xóm đâu. Đoạn này là đoạn đặt tên wifi nhà mình và mật khẩu nhà mình. Đây là wifi nhà mình và mật khẩu nhà mình, xong bấm ok. Đấy. Sau đó các bác là cái wifi nhà mình như này các bác bấm vào, không các bác nhập mật khẩu wifi nhà mình vào thôi. 1 2. Ừ, bác nhập wifi cho mình vào xong bấm kết nối. Ok chưa? Đây là kết nối với con này, bây giờ đã kết nối với con này nha, là nó hiện tại giờ nó vẫn chưa mạng đâu đấy, nó báo là chưa có internet kìa. Bác để ý kỹ chưa? Bây giờ mới là đến cái đoạn giai đoạn hay này. Các bác phải nhớ phải xin mật khẩu nhà hàng xóm trước nha. Các bác tiếp tục kết nối vào mấy cái con wifi nhà mình, bây giờ nó chưa có sóng có mạng, nó có sóng thôi nhưng chưa có mạng. Các bác kết nối vào nó, có báo dấu chữ V lên trên đây là được, có báo không có internet kệ nó, cứ từ từ để quyết. Và thoát ra ta mở trang web, một trang web lên, trang web bất kỳ. Xong ta vào cái địa chỉ của trang web. Tiếp tục gõ 192.168.0.1. Đây hiện tại giờ nó lưu sẵn đây thì em gõ luôn cho nhanh. Đấy, bây giờ nó sẽ vào đến cái màn hình của cái cài đặt của cái con tenda này. Các bác bấm vào ba dấu gạch này cho em. À, nhớ ba dấu gạch phải có phải trên màn hình nhé. À, các bác chọn cho em cái dòng wireless repeating ở đây, nó dòng thứ tư nhá. Có biểu tượng cái cột sóng à. Xong các bác chọn cho dòng thứ hai, universe repeater. Đó. Ở đây nó sẽ quét cho toàn bộ các cái wifi mà nó gần nhà mình. Nó có cái cường độ tín hiệu tốt, càng cao thì càng tốt nhé. Ở đây em chọn cái wifi của hàng xóm, ví dụ như là đây là cái camera quang thắng này chẳng hạn, cho các bác bấm vào cái camera quang thắng này. Đấy, sau đó các bác nhập mật khẩu của ông camera quang thắng vào nhá, cái mật khẩu các bác vừa đi sim về đấy. Sau đó các bác bấm ok để cho nó reboot lại, nó khởi động lại cái wifi nhà mình. Sau khi khởi động wifi nhà mình có nghĩa là cái này của nó đã kết nối này, nó đã kết nối với lại cái mạng của nhà hàng xóm, các bác có vẻ là xài luôn. Thì là cài đặt nó rất là dễ, mà các bác nên dùng những con wifi như này bắt, bởi vì nó có hai dâu này, nó bắt nó rất là khỏe, wifi bắt khỏe luôn đấy nha. Bác vào wifi của nhà mình vừa cài đặt xong nhá. À, Thắng này ok chưa? Đấy, ra vào rồi nè. Vào Thắng rồi nhá. Kiểm tra
kết quả thôi. Đó. Đấy là các bác vào ầm rầm rầm đúng không? Ừ. Đấy, các bác vào ok chưa? Nếu mà các bác muốn vào hẳn cái trang để kiểm tra cái tốc độ của nó xem được bao nhiêu mê, nó có khỏe hay yếu thì các bác vào đây. Google.com đây, xong các bác đánh chữ speed test. Đây là để kiểm tra xem tốc độ bắt wifi của nhà hàng xóm về nhà mình cho nó có khỏe không nhé. Các bác vào trang speedtest này, .net này. Gõ vào đấy. Các bác bấm chữ go. Nó sẽ kết nối và nó sẽ test cho mình biết là cái wifi của nhà mình đó được bao nhiêu mê, bắt trộm hàng xóm được bao nhiêu mê. À chà chà, đấy con này nó được tầm khoảng 16 17 mê, tầm gần 20 mê đấy. Đừng gần 20 mê là ok đấy, khỏe ăn luôn đấy, không không gì đâu đấy. Mà mặc dù là có wifi này mình bắt tín hiệu của nhà hàng xóm này được có tầm khoảng 50%, nó ra được tầm khoảng 17-20 mê này là mình cứ vào YouTube rồi các kiểu thoải mái luôn nhá, mát nhanh luôn đấy. 20 mê là mạng trẻ khỏe rồi đấy. Các bác bấm YouTube này, mở nhạc ra xem nhạc trẻ này, mạng vào mát âm âm bật phát chơi luôn các kiểu luôn. Rồi cái video của em hướng dẫn đến đây là đã kết thúc rồi đấy. Các bác cảm thấy có hay có hữu ích thì các bác cho em một like và đăng ký kênh nhá. Like đăng ký kênh không mất gì đâu, các bác cứ bấm like đăng ký kênh vào. Ok, cảm ơn các bác, chào các bác.